Nếu bạn bị đổ mồ hôi nhiều trên mặt hoặc ở tay chân, xin bạn hãy liên lạc với bác sĩ Wakabayashi. Bác sĩ Wakabayashi là vị bác sĩ tiên phong trong ngành giải phẫu trị tuyệt chứng bệnh đổ mồ hôi và đã giúp cho hàng ngàn bệnh nhân không còn phải lo ngại hoặc bối rối khi phải bắt tay người khác. Xin bạn gọi ngay cho trung tâm TOSC để được giải thích và hướng dẫn tận tình về các thủ tục bảo hiểm. Xin bạn gọi số 1-800-361-4403.